những người con của núi vững trái tựa, những cây cổ thụ hùng dũng vươn lên, đón ánh mặt trời miệt mài chinh phục thiên nhiên, gây dựng bon làng, kiên trung bất khuất trong mọi chặng đường lịch sử. Họ bám chặt bàn chân trên đất đỏ Ba Giang, lấy núi rừng làm vũ khí để chiến đấu chống lại kẻ thù. Họ đã hòa vào sức sống của miền đất này, góp thêm những huyền thoại mới. Đắk Nông hôm nay vẫn thường kể cho con cháu nghe về vị thủ lĩnh Nơ Trang Lơ như kể về những thiên anh hùng ca bất hủ của dân tộc mình. Chào đón quý vị đại biểu, các vị khách quý, cán bộ chiến sĩ các lực lượng vũ trang cùng toàn thể nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Nông và du khách từ mọi miền đất nước đến với lễ kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông và đón nhận huân chương độc lập hạng nhất. Xin nồng nhiệt chào mừng. Kính thưa quý vị, chương trình đang được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đắk Nông và tiếp sóng trên các đài phát thanh truyền hình cả nước. Sau đây, Ban tổ chức trân trọng kính mời đồng chí Bùi Huy Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban tổ chức lễ kỷ niệm lên điều hành nghi thức chào cờ và điều hành chương trình lễ kỷ niệm. Trân trọng kính mời đồng chí. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu đứng dậy hướng lên lễ đài để chuẩn bị làm lễ chào cờ. Nghiêm chào cờ.
mời quý vị đại biểu an tọa. Xin cảm ơn các đồng chí. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, cách đây 20 năm, tại kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa 11 đã thông qua nghị quyết số 22 về việc điều chỉnh địa giới hành chính một số tỉnh. Theo đó, tỉnh Đắk Nông được chia tách từ tỉnh Đắk Lắk, chính thức công bố tái lập và đi vào hoạt động từ ngày 1 tháng 1 năm 2004. Nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang, khẳng định niềm tự hào về thành quả 20 năm xây dựng và phát triển. Được sự đồng ý của Trung ương, hôm nay tại thành phố Gia Nghĩa, tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Nông long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông. Dự lễ kỷ niệm, ban tổ chức xin trân trọng kính giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương. Xin trân trọng kính giới thiệu đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Xin trân trọng kính giới thiệu đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ. Về dự lễ kỷ niệm, các đồng chí là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các bộ, ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đại diện các doanh nghiệp, tập đoàn đang hợp tác đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Về khách quốc tế, xin trân trọng giới thiệu có Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Monogari, Vương quốc Campuchia và các thành viên trong đoàn. Về phía tỉnh Đắk Nông, xin trân trọng kính giới thiệu đồng chí Ngô Thanh Danh, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, trưởng ban chỉ đạo lễ kỷ niệm. Các đồng chí trong thường trực tỉnh ủy, nguyên là thường trực tỉnh ủy, các đồng chí ủy viên ban thường vụ, nguyên ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, các đồng chí ủy viên ban chấp hành, nguyên ủy viên ban chấp hành đảng bộ tỉnh, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo chủ chốt của tỉnh qua các thời kỳ, đại biểu các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, mẹ Việt Nam anh hùng, người có công với cách mạng, đại biểu các tầng lớp nhân dân cùng các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương. Nhân dịp này, tỉnh Đắk Nông vinh dự được đón nhận lãng hoa chúc mừng của đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ và đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ. Xin trân trọng cảm ơn tình cảm và sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo đối với tỉnh Đắk Nông. Một lần nữa, xin gửi lời chào trân trọng và lời cảm ơn sâu sắc đến toàn thể quý lãnh đạo, quý vị đại biểu khách quý, đồng bào và đồng chí đã về dự lễ kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, để cùng nhau nhìn lại chặng đường lịch sử vẻ vang trong 20 năm qua, ban tổ chức xin trân trọng kính giới thiệu và kính mời đồng chí Ngô Thanh Danh, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, trưởng ban chỉ đạo lễ kỷ niệm lên trình bày diễn văn kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông. Trân trọng kính giới thiệu, kính mời đồng chí. Kính thưa đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa quý vị đại biểu khách quý, thưa đồng bào, đồng chí. Hôm nay trên mảnh đất truyền thống lịch sử anh hùng và cách mạng được sự đồng ý của Trung ương, tỉnh Đắk Nông long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh gắn với kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng Gia Nghĩa Đắk Nông. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để ôn lại truyền thống vẻ vang, khẳng định niềm tự hào
20 năm xây dựng và phát triển tỉnh Đắk Nông, xác định tầm nhìn chiến lược phát triển trong chặng đường tiếp theo, khơi dậy ý chí khát vọng vươn lên, xây dựng quê hương Đắk Nông giàu đẹp văn minh. Thay mặt tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, tôi nhiệt liệt chào mừng, trân trọng cảm ơn và gửi tới đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, các đồng chí lãnh đạo, các bộ, ban, ngành, cơ quan trung ương, các tỉnh, thành phố, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Đắk Nông qua các thời kỳ, các bậc lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, các vị khách quốc tế, các vị đại biểu, toàn thể nhân dân, lời chào trân trọng và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Đắk Nông là vùng đất có bề dày lịch sử hào hùng và truyền thống văn hóa lâu đời. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, từ tháng 12 năm 1960, quân và dân các dân tộc đã phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, chiến đấu anh dũng, bảo vệ vững chắc tuyến đường hành lang chiến lược Bắc Nam, góp phần thúc đẩy thắng lợi công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Sau năm 1975, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tỉnh Đắk Nông đã chung sức lao động, chiến đấu, biến vùng đất rừng thiêng nước độc dần trở thành mảnh đất giàu đẹp, đầy sức sống, thành lá chắn vững chắc nơi biên cương Tổ quốc. Trải qua 5 lần tách, 6 lần nhập, cho dù trong điều kiện hoàn cảnh lịch sử nào, Đảng bộ, quân và dân, các dân tộc tỉnh Đắk Nông luôn đoàn kết, đồng lòng xây dựng quê hương Đắk Nông yêu quý ngày càng giàu đẹp, nhân ái, nghĩa tình. Xuất phát từ yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh của vùng Tây Nguyên, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, tại kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 11 đã thông qua nghị quyết số 2 về việc điều chỉnh địa giới hành chính tỉnh Đắk Nông chính thức công bố tái lập và đi vào hoạt động từ ngày 1 tháng 1, 2004. Đây là dấu mốc quan trọng mở ra một chương mới trong lịch sử xây dựng và phát triển của tỉnh Đắk Nông. Thời điểm tái lập tỉnh, Đắk Nông là một trong những địa phương nghèo. Với xuất phát điểm thấp, cơ cấu kinh tế lạc hậu, cơ sở hạ tầng yếu kém, tiềm năng thế mạnh của tỉnh chưa được khai thác, an ninh nông thôn tiềm ẩn những nguy cơ gây bất ổn, đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Song tinh thần đoàn kết, vượt khó, đổi mới sáng tạo, Đảng bộ tỉnh Đắk Nông qua các nhiệm kỳ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra quyết sách đúng đắn, huy động mọi nguồn lực đầu tư, phát huy tối đa tiềm năng lợi thế, khơi dậy khát vọng vươn lên của nhân dân các dân tộc, tạo đà đưa Đắk Nông phát triển nhanh và bền vững. Sau 20 năm tái lập tỉnh, Đắk Nông đã thoát khỏi tình trạng của một tỉnh nghèo chưa phát triển, đạt được những thành quả mang ý nghĩa quyết định trên hành trình xây dựng và phát triển. Với những dấu ấn nổi bật, tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn đạt ở mức cao, quy mô tổng sản phẩm gấp 12 lần, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội gấp 20 lần, thu nhập bình quân đầu người gấp 13 lần so với năm 2004. Tiềm lực, vị thế của Đắk Nông được khẳng định, đời sống nhân dân các dân tộc không ngừng được cải thiện. Ba trụ cột tăng trưởng và ba đột phá chiến lược được xác định tại Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa 12, được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, thực hiện có hiệu quả, tạo động lực phát triển. Đến nay, nền tảng của ngành công nghiệp khai thác bô xít, luyện nham và sao nham của quốc gia đã hình thành, định hướng về trung tâm năng lượng tái tạo của vùng đã đi vào thực tiễn. Nông nghiệp phát triển theo hướng ứng dụng công nghệ cao, sản xuất tập trung, chế biến sâu, nâng cao chuỗi giá trị gắn với thị trường. Du lịch từng bước được đầu tư để trở thành mũi nhọn của nền kinh tế. Ba đột phá chiến lược cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực được tập trung chỉ đạo quyết liệt, đem lại hiệu quả to lớn. Với phương châm và ước nguyện xây dựng Đắk Nông thành tỉnh mạnh, dân giàu, thiên nhiên tươi đẹp, xã hội nhân ái, nghĩa tình, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, cơ sở hạ tầng từng bước được nâng cấp, nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn đã đến khảo sát, đầu tư, triển khai dự án tại tỉnh, tập trung các lĩnh vực là trụ cột tăng trưởng, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Đặc biệt, công viên địa chất Đắk Nông được UNESCO hai lần công nhận
là công viên địa chất toàn cầu, mở ra cơ hội để phát triển du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống. Với tư duy phát huy tiềm năng, lợi thế, nội lực là nền tảng, ngoại lực là quan trọng, Đắk Nông đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các tỉnh trong khu vực Tây Nguyên và các tỉnh thành phố để thu hút đầu tư, kết nối giao thương, triển khai công trình giao thông quan trọng để tăng cường liên kết vùng, mở rộng không gian phát triển, đặc biệt sớm triển khai dự án cao tốc Gia Nghĩa Chân Thành, hứa hẹn tạo động lực mới cho sự phát triển của tỉnh. Cùng với phát triển kinh tế, tỉnh luôn quan tâm chăm lo phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân các dân tộc. Công tác xóa đói giảm nghèo và an sinh xã hội là thành tích nổi bật có nghĩa quan trọng của tỉnh Đắk Nông. Đặc biệt trong chặng đường 20 năm, quốc phòng an ninh, chủ quyền biên giới luôn được củng cố và giữ vững, mở rộng các quan hệ đối ngoại, hợp tác, liên kết, đầu tư với một số tỉnh thành trong nước và một số nước, góp phần giới thiệu quảng bá hình ảnh, tiềm năng, lợi thế của Đắk Nông để thu hút thêm nguồn lực phục vụ đầu tư phát triển. Xác định công tác xây dựng đảng là then chốt, đảng bộ tỉnh luôn quan tâm làm công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Khi mới thành lập, toàn đảng bộ chỉ có 10 đảng bộ trực thuộc với 7.000 đảng viên. Sau 20 năm xây dựng, đảng bộ đã tăng lên 13 đảng bộ với 27.000 đảng viên. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng được nâng lên, bộ máy hệ thống chính trị được sắp xếp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, sáng tạo vì lợi ích chung, khối đại đoàn kết các dân tộc được củng cố vững chắc. Để đạt được những thành tựu đáng tự hào, phấn khởi nêu trên, đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Nông trân trọng biết ơn sự quan tâm chỉ đạo giúp đỡ của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước qua các thời kỳ, các bộ, ban ngành, cơ quan trung ương, sự đồng hành hỗ trợ của các tỉnh, thành phố, trân trọng ghi ân những cống hiến, đóng góp to lớn của các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các bậc lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, gia đình có công với cách mạng, các thế hệ cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc tỉnh nhà. Cảm ơn những người con Đắk Nông ở mọi miền Tổ quốc và ở nước ngoài luôn hướng về quê hương bằng cả tấm lòng sâu nặng nghĩa tình. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa đồng bào, đồng chí, những thành tựu đạt được 20 năm tái lập là tiền đề vững chắc và động lực quan trọng để Đắk Nông tiếp tục phát triển bền vững hơn nữa trong giai đoạn tiếp theo. Chặng đường phía trước mở ra cho Đắk Nông nhiều cơ hội phát triển mới, song cũng còn nhiều khó khăn, thách thức. Thay mặt tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, tôi kêu gọi toàn thể cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, biến khó khăn thành động lực, biến thách thức thành cơ hội, biến khát vọng thành hành động để thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030, Đắk Nông trở thành tỉnh phát triển khá của vùng Tây Nguyên. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đắk Nông luôn vững bước đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ kính yêu và nhân dân ta đã lựa chọn, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ 12, phấn đấu xây dựng Đắk Nông thành tỉnh mạnh, dân giàu, thiên nhiên tươi đẹp, xã hội nhân ái nghĩa tình. Một lần nữa, thay mặt cho tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, tôi trân trọng cảm ơn và xin gửi tới đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể nhân dân lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, trưởng ban chỉ đạo lễ kỷ niệm. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, ghi nhận những đóng góp to lớn của Đảng bộ, chính quyền
và nhân dân tỉnh Đắk Nông trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Đảng, Nhà nước quyết định tặng thưởng huân chương độc lập hạng nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đắk Nông. Sau đây là nghi lễ trao tặng huân chương độc lập hạng nhất, phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước dành cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đắk Nông. Xin mời đội cờ truyền thống vào vị trí danh dự. Trân trọng kính mời các đồng chí đại diện Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đắk Nông lên vị trí danh dự để nghe công bố quyết định và đón nhận huân chương lao động hạng nhất. Đồng chí Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Đồng chí Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Đồng chí Điểu Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Đồng chí Vũ Thị Oanh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh. Đồng chí Trương Văn Bình, Bí thư Tỉnh đoàn. Trân trọng kính mời các đồng chí. Của Ban thi đua khen thưởng Trung ương và phân công của Ban tổ chức, tôi xin công bố quyết định của Chủ tịch nước. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc. Chủ tịch nước, quyết định số 284, Hà Nội ngày 21 tháng 3 năm 2024, quyết định về việc tặng thưởng huân chương độc lập. Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, căn cứ điều 88 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, căn cứ luật thi đua khen thưởng, xét đề nghị của Thủ tướng Chính phủ tại tờ trình số 178 ngày 18 tháng 3 năm 2024, quyết định điều 1 tặng thưởng huân chương độc lập hạng nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đắk Nông đã có thành tích đặc biệt xuất sắc, có bề dày truyền thống đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Điều 2, quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thủ tướng Chính phủ, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và tập thể có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Thị Ánh Xuân đã ký, đề nghị đại biểu nhiệt liệt chúc mừng. Ban tổ chức xin trân trọng kính giới thiệu và kính mời đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao huân chương độc lập hạng nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đắk Nông. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh, đồng chí Chủ tịch Quốc hội có lăng hoa chúc mừng và quà tặng cho tỉnh Đắk Nông. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Chủ tịch Quốc hội. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo tỉnh Đắk Nông. Xin trân trọng kính mời đồng chí Chủ tịch Quốc hội phát biểu chỉ đạo. Xin trân trọng kính mời.
Thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Đắk Nông qua các thời kỳ, thưa các quý vị đại biểu khách quý, thưa đồng bào, đồng chí. Hôm nay, tôi rất vui mừng về dự lễ kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Đắk Nông và đón nhận huân chương độc lập hạng nhất. Đúng vào dịp kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng Gia Nghĩa Đắk Nông, 23 tháng 3 1975, 23 tháng 3 năm 2024. Trước hết, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và với tình cảm cá nhân, tôi gửi đến các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Đắk Nông qua các thời kỳ, các bậc lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, các vị chức sắc tôn giáo, các vị khách quý, đồng bào, chiến sĩ, đồng chí, lời chào thân ái, lời thăm hỏi chân tình và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Thưa toàn thể đồng bào, đồng chí, Đắk Nông là vùng đất cổ nằm trên cao nguyên Mân Ông, quý dãy Trường Sơn, giữ vị trí rất quan trọng về kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh của vùng Tây Nguyên và cả nước. Là vùng đất giàu bản sắc văn hóa, với hai di sản được quốc tế công nhận là không gian văn hóa Cồng Chiêng và công viên địa chất toàn cầu, Đắk Nông còn được thiên nhiên ban tặng khí hậu thổ nhưỡng thuận lợi để phát triển nông nghiệp và du lịch, có nhiều tiềm năng lợi thế, nhất là khoáng sản bauxit để phát triển thành trung tâm công nghiệp bauxit alumin nhôm và sau nhôm của cả nước. Trong kháng chiến, tỉnh là cái nôi của phong trào chống thực dân Pháp trên Tây Nguyên. Có đường hành lang chiến lược Bắc Nam đi qua, tuyến đường chi viện sức người, sức của cho công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Nông có truyền thống yêu nước cách mạng, yêu lao động, tràn đầy sức sáng tạo và khát vọng vươn lên, có nhiều đóng góp to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây và trong công cuộc đổi mới, xây dựng Tổ quốc Việt Nam ngày nay. Thưa các quý vị đại biểu, khách quý và đồng bào, đồng chí, thực hiện nghị quyết số 22/2003, QH11, ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội khóa 11 về tái lập tỉnh. Sau 20 năm xây dựng và phát triển, Đắk Nông đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng và khá toàn diện, thoát khỏi tình trạng một tỉnh nghèo, duy trì tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, kết cấu hạ tầng có sự phát triển, bước đầu hình thành nền tảng của ngành công nghiệp khai thác bauxit, chế biến alumin, năng lượng tái tạo, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Với nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, chiến lược đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, lựa chọn đúng các trụ cột tăng trưởng, Đắk Nông đã và đang là điểm đến thu hút nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước. Bộ mặt đô thị nông thôn có sự khởi sắc, khang trang, sạch đẹp hơn, tràn ngập sức sống mới, khí thế mới, với khát vọng vươn lên, hứa hẹn trở thành động lực tăng trưởng mới của vùng Tây Nguyên và cả nước. Thế trận quốc phòng an ninh trên địa bàn luôn được giữ vững, chủ quyền biên giới quốc gia được bảo đảm vững chắc, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, hoạt động đối ngoại được mở rộng, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực và thực hành tiết kiệm chống lãng phí được quan tâm chỉ đạo. Mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền và nhân dân được củng cố và tăng cường. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi xin nhiệt liệt hoan nghênh, chúc mừng, biểu dương những kết quả thành tựu to lớn mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Nông đã đạt được trong 20 năm xây dựng và phát triển, đóng góp tích cực và có hiệu quả vào thành tựu gần 40 năm đổi mới của đất nước ta. Thưa toàn thể đồng bào, đồng chí, trong niềm vui hân hoan, phấn khởi, tự hào tại buổi lễ trọng thể này, để thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ và các chương trình kế hoạch đã đề ra, tôi lưu ý thêm và đề nghị Đảng bộ tỉnh quan tâm lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt hơn một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây. Thứ nhất, tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, trọng tâm là nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết 23 của Bộ Chính trị
về phương hướng phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Tây Nguyên, luôn thấm nhuần và quán triệt sâu sắc quan điểm phát triển kinh tế xã hội là trọng tâm, xây dựng đảng là then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên trong hoạch định chiến lược, tầm nhìn phát triển của tỉnh, huy động tối đa mọi nguồn lực, tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương, khơi dậy ý chí khát vọng vươn lên của nhân dân các dân tộc để thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ khóa 12, nhiệm kỳ 2020-2025. Thứ hai, khẩn trương triển khai quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 bằng các chương trình, kế hoạch, đề án, nhiệm vụ cụ thể, bảo đảm sự nhất quán trong tư duy, tầm nhìn phát triển và triển khai công tác quy hoạch phù hợp với quy hoạch phát triển vùng Tây Nguyên và cả nước, tạo nền tảng vững chắc để phấn đấu năm 2030 Đắk Nông trở thành tỉnh phát triển khá của vùng Tây Nguyên, trung tâm công nghiệp bauxit aluminium của các quốc gia, trung tâm năng lượng tái tạo của vùng, phát triển nền nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, liên kết theo chuỗi giá trị gắn với thị trường, phát triển du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái, phát huy lợi thế về khí hậu, cảnh quan thiên nhiên, bản sắc văn hóa đặc trưng và công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông. Thứ ba, khai thác và phát huy tối đa các tiềm năng thế mạnh của tỉnh nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh theo phương châm phát triển một trung tâm, ba động lực tăng trưởng, bốn hành lang kinh tế, bốn tiểu vùng phát triển. Phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành trung ương, tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến quy hoạch thăm dò khai thác chế biến và sử dụng các loại khoáng sản trên địa bàn, khai thác gắn với quản lý sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường, có giải pháp hiệu quả thích ứng với biến đổi khí hậu, chú trọng nâng cao tỷ lệ che phủ rừng để thực hiện mục tiêu phát triển xanh, bền vững. Thứ tư, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa và xã hội, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội, phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc, lịch sử cách mạng của vùng đất và con người Đắk Nông, tạo sự phát triển hài hòa và bền vững, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, quan tâm, chăm lo chu đáo cho các gia đình chính sách, người có công, nâng cao chất lượng công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân các dân tộc, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, gắn với đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ và đổi mới sáng tạo. Là địa phương có 40 dân tộc anh em cùng sinh sống, tỉnh cần tập trung các nguồn lực, chăm lo phát triển kinh tế xã hội, cải thiện đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số, triển khai thực hiện tốt các chính sách về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Thứ năm, với vị trí trọng yếu về quốc phòng an ninh phên rộng của Tổ quốc, tỉnh Đắk Nông cần quán triệt sâu sắc, triển khai hiệu quả nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, gắn với nghị quyết 43 về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chỉ thị 46 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới, giữ vững quốc phòng an ninh, chủ quyền biên giới quốc gia, nắm chắc tình hình, bảo đảm ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, dân tộc. Tuyệt đối không để hình thành điểm nóng, tạo môi trường ổn định, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Thứ sáu, tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, chú trọng công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, tiếp tục đổi mới phương pháp lề lối làm việc, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, chuẩn bị tốt công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 13, gắn với tiếp tục thực hiện công tác sắp xếp, điều động, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nhằm chuẩn bị tốt cho công tác nhân sự cho nhiệm kỳ tiếp theo. Thưa toàn thể đồng bào và đồng chí, Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ
luôn sâu sát, đồng hành và ủng hộ tỉnh Đắk Nông. Tôi đề nghị các bộ ngành, cơ quan trung ương, các tỉnh, thành phố trong vùng và cả nước, các doanh nghiệp tiếp tục quan tâm, phối hợp, tạo mọi điều kiện thuận lợi để tỉnh Đắk Nông hiện thực hóa mục tiêu đến 2030 trở thành tỉnh phát triển khá của vùng Tây Nguyên. Tiếp nối truyền thống cách mạng vẻ vang, tinh thần đi sau, vượt trước, cùng với những thành tựu đã đạt được sau 20 năm tái lập tỉnh, chúng ta tin tưởng vững chắc rằng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Nông với khát vọng và quyết tâm lớn, với bản lĩnh và nghị lực, cùng sự đoàn kết, đồng lòng sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, đưa Đắk Nông trở thành tỉnh mạnh, dân giàu, thiên nhiên tươi đẹp, xã hội nghĩa tình, góp phần xây dựng một nước Việt Nam hùng cường và thịnh vượng. Xin chúc toàn thể quý vị đại biểu, khách quý, các đồng bào, đồng chí, chiến sĩ mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Nhằm tiếp thu những ý kiến chỉ đạo định hướng đối với tỉnh Đắk Nông của đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xin trân trọng kính mời đồng chí Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo lễ kỷ niệm lên phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Thưa đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa đồng bào, đồng chí. Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Nông xin trân trọng cảm ơn đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước về dự và phát biểu chỉ đạo lễ kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh. Sự có mặt của đồng chí Chủ tịch Quốc hội tại buổi lễ là niềm vinh dự to lớn và có ý nghĩa lịch sử đối với tỉnh Đắk Nông. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Nông xin tiếp thu, lĩnh hội đầy đủ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Quốc hội, khẩn trương cụ thể hóa thành nhiệm vụ giải pháp trong quá trình thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ lần thứ 12. Đây là sự ghi nhận và cổ vũ lớn lao, đồng thời cũng là những định hướng chỉ dẫn quan trọng để cán bộ, đảng viên và nhân dân Đắk Nông xác định tầm nhìn vững vàng tiến lên sớm trở thành tỉnh khá của vùng Tây Nguyên. Kính thưa đồng chí Chủ tịch Quốc hội, thưa đồng bào, đồng chí. Trong niềm hân hoan phấn khởi của buổi lễ trọng thể này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Nông xin bày tỏ sự trung thành tuyệt đối và niềm tin tưởng sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp đổi mới đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Chúng tôi xin hứa với đồng chí Chủ tịch Quốc hội, các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc tỉnh sẽ luôn kiên định, vững bước dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Bác Hồ kính yêu, phát huy truyền thống quê hương cách mạng, đoàn kết một lòng, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, quyết tâm xây dựng tỉnh Đắk Nông thành tỉnh mạnh, dân giàu, thiên nhiên tươi đẹp, xã hội nhân ái nghĩa tình, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh hạnh phúc. Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Nông xin kính chúc đồng chí Chủ tịch Quốc hội và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dồi dào sức khỏe, tiếp tục quan tâm lãnh đạo chỉ đạo để tỉnh Đắk Nông tiếp tục thực hiện hiệu quả mục tiêu phát triển
nhanh, bền vững, giành nhiều thắng lợi mới trên chặng đường phát triển tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo lễ kỷ niệm. Xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Bùi Huy Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Nông, Phó Trưởng ban Tổ chức lễ kỷ niệm đã điều hành chương trình lễ kỷ niệm. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, để nhìn lại kết quả quá trình xây dựng và phát triển của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh trong 20 năm qua. Sau đây, ban tổ chức xin kính mời quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân theo dõi phóng sự Hành trình Đắk Nông 20 năm do Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đắk Nông thực hiện. Ngày 1 tháng 1 năm 2004, tỉnh Đắk Nông chính thức được công bố tái lập và đi vào hoạt động. Trong những năm đầu thành lập, Đắk Nông đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, đảng viên, lực lượng vũ trang lúc bây giờ cùng với là gắn bó với bà con và cùng xây dựng cái tỉnh Đắk Nông đến bây giờ. 10 năm đầu tái lập tỉnh từ năm 2004 đến năm 2013 là giai đoạn Đắk Nông tập trung khắc phục khó khăn, định hình hướng đi để xây dựng và kiến thiết quê hương. 10 năm sau đó, tỉnh lựa chọn các chiến lược mạnh mẽ hơn để làm đòn bẩy phát triển kinh tế xã hội. Trong khi mà cả nước năm 2012 gặp khó khăn như thế, tăng trưởng GDP chỉ được hơn 5% thôi. Đắk Nông của chúng ta mang tiếng là một tỉnh nghèo, tỉnh mới được thành lập, nhưng mà cái tăng trưởng kinh tế của các đồng chí đạt 12,35%. Đồng hành trên chặng đường xây dựng kiến thiết của Đắk Nông luôn có sự quan tâm ủng hộ của các bộ ngành trung ương, và đó cũng là động lực to lớn để Đắk Nông xây dựng kế hoạch phát triển địa phương. Đề ra cái chủ trương đúng đắn, bước đi phù hợp, tranh thủ sự ủng hộ của trung ương, quyết tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, tạo ra bước đột phá. Trong quá trình xây dựng, tỉnh đã xác định tập trung vào 3 trụ cột của nền kinh tế, xác định chiến lược, phát triển nguồn nhân lực, xây dựng hạ tầng thiết yếu và đô thị hạt nhân, thu hút đầu tư. Trong quá trình khảo sát và làm việc tại Đắk Nông, chúng tôi nhận thấy được các nhà đầu tư vào Đắk Nông là cơ hội thành công lớn. Chúng ta hãy đi về vùng sâu, vùng xa, tạo điều kiện giúp đỡ dân nghèo. Tôi nghĩ đây là cơ hội rất tốt để làm kinh tế. Đến năm 2023, Đắk Nông đã gặt hái được nhiều thành công. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 5,74%, đứng thứ 2 khu vực Tây Nguyên. Năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo chung của tỉnh giảm 2,79%. Riêng tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số tại chỗ giảm 8,1%, đứng đầu khu vực Tây Nguyên. Giá trị sản xuất ngành nông lâm nghiệp thủy sản tăng hơn 14 lần. Diện tích và sản lượng cà phê đứng thứ 3 khu vực Tây Nguyên và cả nước. Diện tích hồ tiêu đứng thứ nhất khu vực Tây Nguyên và cả nước. Sản lượng đứng thứ 2 khu vực Tây Nguyên và cả nước. Trữ lượng bô xích lớn nhất cả nước. Du lịch gắn với công viên địa chất Đắk Nông đã được UNESCO công nhận là công viên địa chất toàn cầu, di sản văn hóa thiên nhiên, lịch sử và đa dạng sinh học, địa chất, địa mạo. Tỷ lệ nhựa hóa đường giao thông toàn tỉnh đạt 70% so với 14% năm 2004. Chính sách phát triển giáo dục, chất lượng y tế cho nhân dân được nâng cao. Các vấn đề về an ninh, quốc phòng, môi trường, ngoại giao cũng được chú trọng và phát triển. Thành phố Gia Nghĩa, trung tâm đô thị của tỉnh, cũng đang được xây dựng theo hướng xanh, sạch, đẹp, ngày càng khang trang hơn. Có một cái đề án riêng để mà tập trung cái củng cố cái cơ sở hạ tầng cho cái thành phố Gia Nghĩa. Cái kè hồ, cái vấn đề về kết cấu hạ tầng, văn hóa xã hội. Và các ông chí cũng làm cái đề án riêng cái này. Từng năm một, rồi cái này là quốc hội đã ủng hộ. Sau 20 năm thành lập, Đắk Nông đã có được diện mạo đổi khác với sự tăng trưởng mạnh mẽ. Hành trình khó khăn, thách thức nhưng cũng đầy bản lĩnh đó đã trở thành động lực, niềm tự hào của mỗi người dân Đắk Nông. Tỉnh Đắk Nông đã thay da đổi thịt, phát triển rất là mạnh mẽ trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh, đặc biệt là cái cơ sở hạ tầng như trạm trường, đường là được phát triển rất là mạnh.
Tôi cũng cảm thấy rất là tự hào vì sự đổi thay này của quê hương mình. Và cũng như các bạn trẻ khác thì bản thân tôi cũng có thêm nhiều cơ hội học tập để mà xây dựng quê hương Đắk Nông mình ngày càng giàu đẹp hơn. Ngày 31 tháng 12 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là nền tảng quan trọng để tỉnh hoạch định chính sách kiến tạo tương lai. Với cái định hướng đưa Đắk Nông trở thành tỉnh mạnh, dân giàu, thiên nhiên, tươi đẹp, xã hội, nhân ái, nghĩa tình. Chặng đường sau 20 năm tái lập tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Với bản lĩnh, trí tuệ, khát vọng vươn lên của đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đắk Nông, với sự quan tâm ủng hộ của Trung ương, các bộ, ban ngành, tin rằng Đắk Nông sẽ tiếp tục vươn mình, phát triển nhanh hơn, mạnh hơn và trở thành một trong những tỉnh có nền kinh tế trọng điểm của vùng Tây Nguyên. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, những thành quả lao động sáng tạo qua nhiều thế hệ và sức sống mãnh liệt của văn hóa truyền thống đã bồi đắp và tô điểm cho Đắk Nông ngày thêm sức sống mới. Được thiên nhiên ban tặng là vùng đất giàu tiềm năng, đầy cảm hứng cho văn học nghệ thuật, thơ ca, nhạc họa và sân khấu. Với sự phản ánh đa dạng của cuộc sống, với những sắc màu và cung bậc tình cảm ngọt ngào, đầy thi vị. Nhân kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông, xin trân trọng giới thiệu và kính mời quý vị đại biểu, quý vị khán giả cùng đón xem chương trình nghệ thuật với chủ đề Đắk Nông âm vang đại ngàn. Chương trình là món quà dành tặng tất cả quý vị, những người đang cùng chúng tôi chia sẻ một sự kiện trọng đại của tỉnh Đắk Nông trong buổi tối ngày hôm nay. Sau đây, chương trình nghệ thuật Đắk Nông âm vang đại ngàn xin phép bắt đầu. Nếu vẻ đẹp cao nguyên được điểm tô bởi mây trời sông núi thì vẻ đẹp bon làng lại hội tụ trong rực rỡ sắc màu thổ cẩm. Nghề dệt thổ cẩm của người Mơ Nông đã có từ lâu đời, gắn với bề dày văn hóa và đời sống cộng đồng. Mỗi họa tiết trên từng nếp vải đã gửi gắm cả thế giới quan, nhân sinh quan của những người con vùng đất đỏ. Những họa tiết hoa văn thổ cẩm mang nhiều tầng ý nghĩa, vừa thể hiện mối quan hệ hài hòa giữa con người với thiên nhiên, vừa mang yếu tố tín ngưỡng tâm linh độc đáo. Oh,
bản làng vào hội, nhịp cồng chiêng vang vọng khắp đất trời. Tiếng cồng chiêng xuyên qua trời đêm, đỏ thêm ngọn lửa và hồn chiêng quấn quyện trong vòng xoang mê mải. Với mỗi người Đắk Nông, âm vang cồng chiêng là điểm tựa tinh thần, là sứ giả gắn kết những người con của quê hương Bon Làng. Về với buôn làng tôi, về với nơi mẹ sinh ra, lang thang với gió. Về với con đường xưa, về với tình yêu xưa, lang thang với gió. Lặng im, lặng im, đợi chờ cơn mưa. Chiếc lá hành hao trôi giao mùa mưa nắng. Tiếng gió lao sao đất sao thời hoa trắng. Tựa như mây trắng bay. Mang ý nghĩa cộng đồng và giá trị văn hóa đặc sắc, không gian văn hóa cổng chiêng Tây Nguyên nói chung và Đắk Nông nói riêng đã trở thành một điểm nhấn đặc biệt về văn hóa, du lịch, đồng thời góp phần phát triển kinh tế xã hội của vùng đất cao nguyên này. Về với Đắk Nông, miền quê của suối, của sông, của hồ, của rừng, của thác, của thơ, của anh và của giấc mơ chúng mình.
những trên núi thấp thoáng xa gần hiện lên theo mỗi bước chân, bao hoài niệm hòa cùng nỗi nhớ chất như ùa về. Thoáng nghe trong gió trôi sắp thi thầm bản tình ca cuốn nước ở nơi đại ngàn rất gần bên tôi từng ngày trong những giấc mơ. Con đường xưa dần lối trở về, giờ đây quanh có biếc xanh ngập tràn nắng và gió đón chờ hình bóng thân quen. Một chút bơ ngỡ ra nghĩa hôm nay chuyển mình theo thời gian đón qua xuân về ở nơi phố thị tình yêu chậm ngã kể trai ngập tràn yêu thương. Có lịch sử hào hùng, văn hóa đặc sắc, cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, say đắm lòng người. Những chiến núi thấp thoáng xa gần hiện lên theo mỗi bước chân, bao hoài niệm hòa cùng nỗi nhớ chợt như ùa về. Thoáng nghe trong gió đầy sắc thì thầm bản tình ca cuốn nước ở nơi đại ngàn rất gần bên tôi từng ngày trong những giấc mơ. Con đường xưa dần lối trở về, giờ đây quanh có biếc xanh ngập tràn nắng và gió đón chờ hình bóng thân quen. Một chút bơ ngỡ ra nghĩa hôm nay chuyển mình theo thời gian đón qua xuân về ở nơi phố thị tình yêu chớm nở kể trái ngập tràn yêu thương. Tự hào là miền đất được tạo hóa ưu ái, lịch sử hào hùng, con người chất phác, dũng cảm, đoàn kết, nghĩa. Tháng ba về, mùa con ong đi tìm mật, mùa Tây Nguyên rực nắng, cũng là khoảng thời gian người Gia Nghĩa hướng về ngày giải phóng quê hương. Tháng ba mùa con ong đi lấy mật, mùa con voi xuống sông hút nước, mùa em đi phát xây làm nương, anh vào rừng đặt bẫy cày trồng. Tháng ba sớm sớm mẹ ra rừng theo dấu chân rùa đi tìm nấm mối, chiều chiều cha tròn một góc vườn dạy con trai phong lao trừ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
suối ngàn, cho em múa hát, cho anh đánh chiêng, chiêng anh dòng núi rừng muôn làng, em ca dòng bông cuốn mây xanh, chim hót. Gia Nghĩa, thành phố trẻ của Đắk Nông êm đềm dịu mát với bốn bề đồi núi, những công trình hồ thủy lợi và các thung lũng xanh ngút ngàn. Gia Nghĩa từ lâu được biết đến với tên gọi phố thị hoa vàng, từ những mùa hoa giá quỳ, phượng vàng và muôn hoàng yến nhuộm vàng phố núi. Đi tìm em trong mưa giặt dịu, mưa giặt dịu mê mãi không thôi, tìm em bên con suối mát dọc rách, dọc rách hoa vàng, tìm em trong ánh mắt xanh trong những ngày tháng tám, em có về Gia Nghĩa nơi đợi chờ bao hẹn hò. Xây đời dệt tương lai mơ ước cho ngày mai, ngày mai mùa thu trên cao nguyên nơi phố thiên nhiên hoa vàng, cà phê đêm hương say đêm dịu hiền thanh thoát, lặng nghe con đàn mưa ngân vang gọi gió, gió đưa công chiêng về, gió dù ót non về xốn sang vòng xoan vui hát trong bát ngát hoa vàng. Tháng ba về, đại ngàn Tây Nguyên rộn rã tiếng cồng chiêng, sắc hoa cà phê nở trắng trời, nổi bật trên nền trời xanh bao la và tỏa hương thơm thơm ngát. Ta như say trong vũ điệu hoang dã của đồng bào dân tộc, vui lễ hội tưng bừng, ché rượu cần đượm nồng và tâm hồn như thăng hoa cùng đất trời. Sáng hôm nay trời trong se lạnh, gió ban mai thổn thức cõi lòng. Hòa chung sức sống mùa xuân, Đắk Nông với hành trình 20 năm xây dựng và phát triển càng rực rỡ trong từng vạt nắng, bung nở giữa bạt ngàn hoa lá, cỏ cây. Sức xuân, sức sống của một miền đất đang hứa hẹn nhiều thành tựu mới trong sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, trong từng nhịp sống và trái tim của mỗi người dân Đắk Nông. Chúng ta sẽ cùng đến với phần 2 của chương trình với chủ đề Sức sống đại ngàn. Đắk Nông tự hào là miền đất được tạo hóa ưu ái, lịch sử hào hùng, con người chất phác, dũng cảm, đoàn kết, nghĩa tình, văn hóa đậm đà hội tụ. Đây là tiềm năng thế mạnh cho tỉnh có điều kiện phát triển bền vững, đặc biệt là ngành du lịch. Trên đồi
cùng với tiến trình đi lên của Tây Nguyên, Đắk Nông hôm nay hiện lên đầy thân thiện cởi mở, hấp dẫn trong mắt bạn bè muôn phương. Từ những ấn tượng tốt đẹp đó, Đắk Nông trở thành điểm đến, thu hút hợp tác đầu tư, mở ra cơ hội cho cánh chim đại ngàn dang rộng cánh bay. Chờ ai một ngọn lửa hồng từ Ba La, hey, hey, hey. Ngọn lửa tìm về với cội nguồn, hey, hey, hey. Ngọn lửa bồi hồi cháy mãi. Ơi cao nguyên, cao nguyên, những chiến sĩ cao nguyên bên anh lửa và bùng cháy lên. Ơi lửa thiêng cháy mãi cho bóng em hiện ra giữa ngọn lửa. Em trao bầu diệu, em trao lời nói, yeah, my, yeah. Lời nói lửa cho
những giá trị nền tảng tốt đẹp mà đất và người nơi đây đã sáng tạo, gìn giữ và trao truyền sẽ là khúc hát gọi mặt trời lên, đón ánh bình minh ngày mới. Nhìn lên cao và tôi thấy từ nơi hoang vu phương trời xa ấy, đỉnh núi cao kia như đang vẫy tay chào. Đường tôi đi còn xa lắm, còn bao hoang mang ưu phiền lo lắng, còn trong thâm tâm mang theo những nghi ngờ. Và con đường kia quá dài, và đôi chân ta quá ngại, chẳng biết ngày mai thế nào ra sao. Vì cuộc sống đâu là dễ dàng, và những khó khăn còn vô vàn, để thử thách ta lòng vững vàng, để gạt đi những hoang mang. Vì lòng quyết tâm còn vô bờ, chẳng ngừng bước đi còn bất ngờ, và đỉnh núi cao vẫn đó chân lên đón bình minh. Nhiều trong gai, nhiều lo lắng, nhiều khi cô đơn trong lòng buồn lắm, nhìn xung quanh ta đôi khi thấy đơn đau. Nhiều gian nan, nhiều khốn khó, nhiều khi mây đen bao bùng mưa gió, nhiều khi mơ ước trượt như quá xa xôi. Và con đường kia quá dài, và đôi chân ta quá ngại, chẳng biết ngày mai thế nào ra sao. Vì cuộc sống đâu là dễ dàng, và những khó khăn còn vô vàn, để thử thách ta lòng vững vàng, để gạt đi những hoang mang. Quyết tâm còn vô bờ, chẳng ngừng bước đi còn bất ngờ, và đỉnh núi cao vẫn đón chờ, chờ ngày ta bước chân lên đón bình trong bức tranh du lịch Việt Nam, Tây Nguyên nói chung, Đắk Nông nói riêng đang dần trở thành địa chỉ đỏ trên hành trình du lịch. Đắk Nông như đóa hoa đua hương khoe sắc, giang tay đón chào, thực sự trở thành điểm đến của hội tụ, hội nhập và kết nối muôn phương. Long time
cho đời, dành tình yêu tặng cho người, và niềm tin trong em luôn rực cháy. Nụ cười em luôn trên môi, cả thế giới sẽ nhận ra một Việt Nam luôn hân hoan, tràn dâng sức sống qua thời gian. Hãy bay cao tận chân trời, hãy giang tay cho cuộc đời, và giờ đây tôi vui khi gặp em. Xin chào. Từ nơi sâu, từ miền đất thiêng, cùng khơi lên anh yêu hò.
vào nó tìm tự do cho riêng mình. Đã ngàn tháng ba một con ong đi lấy mật, hoa cà phê nở trắng đôi ta đã yêu nơi ấy thật. Mùa giã quỳ đến khiến cho lòng này bâng khuâng, trong nắng hoa vàng trên cao nguyên đang bừng sáng. Đứng giữa đất trời trở thành tâm một lâng lâng khi ngắm một rừng hoa ba năm nay chưa từng tráng. Mặt trời xa khuất sau đời không chập trùng, ngồi lại bên nhau bên ánh lửa bập bùng, lắng nghe tiếng suối như trời đêm đầy sao. Qua một vài con trăng bông một cả tờ hay đầy bao, thiên nhiên hùng vĩ như con người đâu dễ bại. Người ta sẽ đã bốc người ai đây còn kể lại, có chàng trai cô gái nguyện một lòng trao duyên khi ngồi lại cùng nhau bên ngọn lửa hồng cao nguyên. Đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, qua 20 năm xây dựng và phát triển, bằng sự đồng lòng, nỗ lực phấn đấu không ngừng của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Đắk Nông để có được hình ảnh tỉnh nhà hôm nay, một tỉnh Đắk Nông năng động, không ngừng chuyển mình phát triển, như trong lời bài thơ Đường về với cao nguyên Mơ Nông của tác giả Thanh Danh có viết: một vùng đất ngàn đời trọn vẹn, hứa với nhau chung thủy trọn đời, một vùng đất ngàn đời ghi nhớ, cao nguyên Mơ Nông nhắc nhở vọng về. Chúng tôi nguyện cả thế hệ mai sau, đời biến động nhưng lòng người không đổi, xin thề nguyện chung tay góp sức xây dựng Đắk Nông tỉnh mạnh dân giàu. Bước chân kinh tế xã hội của Đắk Nông đã có thêm nhiều mảng màu tươi sáng. Tài nguyên thiên nhiên và văn hóa của vùng đất Đắk Nông như những viên ngọc thô đang được ngày đêm mài dũa. Hy vọng trong tương lai không xa, viên ngọc Đắk Nông sẽ ngời sáng để mảnh đất cao nguyên đầy nắng và gió này ngày một đẹp hơn, giàu có hơn. Lễ kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông xin được khép lại tại đây. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn sự hiện diện của các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các quý vị đại biểu khách quý và toàn thể nhân dân. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Xin kính chào và...